Xin thưa bà con, hôm nay chạy trùng quế hay ngon, có đem cái sinh khối trùng giống cho đứa em tên Nhí ở xã Đông Hiệp của huyện Tây Lai, thành phố Cần Thơ. Thì bà con thấy cái dèo nè, trong cái dèo này em nuôi con cá chạch lấu. Cá chạch lấu, nhưng đều trong cái thời gian em nuôi đó là em cho ăn cái thức ăn công nghiệp, cho nên cái tỷ lệ tăng trọng, tỷ lệ lớn của con cá nó không đạt. Thì do cái quá trình em cũng tìm hiểu, thì em tìm hiểu cái thịt của con trùng quế trộn với cái thức ăn thì cho con cá chạch nó ăn nó sẽ tăng trọng nhanh hơn, từ 1 cho tới 3 tháng, rút ngắn được cái thời gian, hạn chế được cái công chăm sóc và cái lượng thức ăn. Thì bà con thấy đây cái sinh khối tôi đem qua đây ha, bà con thấy. Thì em làm một cái diện tích khoảng 5 mét vuông thôi, nhưng điều em làm rất đẹp. Cái diện tích em có gào lưới, có mái che và bóng râm rất là mát. Thì cho nên bà con thấy nếu mà làm theo cái kiểu em Nhí này thì bà con sẽ thành công. Thì bà con thấy trong cái dèo em phải dùng cái máy oxy để trợ khí cho con cá chạch nó sống mới tốt được. Còn cái lượng nước ở trong cái dèo này thì từ 1 cho tới 2 ngày thì bà con phải thay một lần ha. Thì bà con thấy những cái mô hình làm nông nghiệp hữu cơ khép kín như em Nhí này thì làm thì sẽ được có cái lợi nhuận. Tại vì bà con cũng biết cái vùng Thới Đông, xã Thới Đông của Cờ Đỏ này thì lục bình trôi rất nhiều dưới sông. Thì tôi sẽ chỉ cho em vớt cái lục bình lên, em sẽ biến lại cái lục bình thành cái thức ăn để cho con trùng quế ăn, chứ không cần cái phân bò. Tại vì cái phân bò mà bà con mình cho con trùng ăn thì bà con sẽ được lợi nhuận được cái phân hữu cơ để bà con trồng cây. Còn mà bà con mà nuôi bằng cái cho ăn thức ăn lục bình thì cái tỷ lệ con trùng nó sẽ sinh sôi nảy nở nhiều hơn, và cái lượng phân thì nó cũng không có bằng cái phân bò ha. Nó cũng có nhiều cách để nuôi, bà con cũng thông cảm, cũng biết. Nếu bà con nuôi lấy trùng thịt thì bà con cho ăn thương bằng thức ăn khác, mà bà con nuôi mà để lấy được cái phân hữu cơ trồng cây thì bà con cho ăn bằng cái thức ăn phân bò. Nhí Nhí cho chú hỏi coi, cái mày có thấy ở đâu mà ta nuôi cá chạch ta cho ăn trùng quế mà cưng mua trùng quế về cưng nuôi để cho cá chạch ăn à? Đây là nuôi cá chạch này, trùng quế thì rất là nhiều người ta xài có trùng quế này, nhưng mà thấy đạt hiệu quả là nuôi. Em thấy những bà con nuôi trước nó có rút ngắn được cái thời gian để mình nuôi cá chạch không? Thì thời gian rút ngắn, ví dụ như mình có trùng quế thì 12 tháng, 3 tháng, không có trùng quế thì 8 tháng, 9 tháng mình thu hoạch rồi. À, rồi. Anh cảm ơn em. Thì bà con thấy là đứa em nó cũng nghiên cứu, nó cũng học hỏi những cái anh, mấy chú, mấy bác, mấy anh nuôi cá chạch trước. Thì trong những lần nuôi đó thì người ta đã dùng cái thịt con trùng quế để người ta cho con cá chạch lấu ăn. Thì bà con sẽ thấy nó có rút ngắn được cái thời gian ha. Và nó sẽ được giảm bớt được cái chi phí ban đầu, thì mình sẽ có được lợi nhuận cao. Thì những cái gì chạy trùng quế hay ngôn của tôi thì làm được thì tôi đều chia sẻ với tất cả các bạn, với bà con về lĩnh vực chăn nuôi hữu cơ. Hôm nay tôi có một cái clip nhỏ tôi chia sẻ với bà con, chúc bà con được nhiều thành đạt ở trong công việc chăn nuôi hữu cơ. Xin chào.